Sau vụ cao toàn Mỹ, thế mới biết cường đô la quân tử ra sao. Nhân cách có nhiều dạng, nhưng tụ lại có hai thái cực tốt và xấu. Đại gia Việt dính đến showbiz có nhiều, nhưng gom lại có hai kiểu cường đô la và cao toàn Mỹ. Cường đô la trong quá khứ được vẽ lên là một tay chơi khét tiếng, thị phi theo anh không ít. Ngay cả danh xưng có phần hợm hỉnh đô la cũng đã theo anh từ quá khứ. Hôm nay, cường đô la trong mắt không ít người thật xứng danh đàn ông, thậm chí mang tính tượng trưng cho sự phong lưu mà hào hoa. Anh bạo về tiền, nhưng điều người ta nhắc về doanh nhân phố núi nhiều nhất là những bóng hồng đã từng xuất hiện cạnh anh. Họ không nhận điều tiếng xấu. Thực tế, mỹ nhân nào đã từng được gắn tên với cường đô la đều có sự nghiệp đi lên rực rỡ. Vậy mới có chuyện không ít giai nhân cũng cố công gắn tên mình với cường đô la để nhanh chóng được lên chiếu trên các đàn chị. Trong những mối quan hệ tình cảm, cường luôn dành sự tôn trọng và bảo vệ nhất định cho những người phụ nữ. Điều khiến người ta nể phục cường đô la nhất là mối quan hệ quá khứ hiện tại của anh với tình cũ Hồ Ngọc Hà. Khi hai người còn bên nhau, mỗi lần có tin đồn chia tay, người đàn ông ấy lại lẳng lặng đăng ảnh gia đình hạnh phúc để làm dịu dư luận. Chưa bao giờ người ta thấy cường làm điều gì không tốt với Hồ Ngọc Hà, ngay cả khi cô đã có tình cảm mới. Doanh nhân Gia Lai im lặng trước mọi cáo buộc dành cho vợ cũ, tiếp xúc với truyền thông vô cùng chừng mực. Anh chỉ lên tiếng khi ra mặt giúp đỡ, bảo vệ cô trước những sóng gió của dư luận. Showbiz Việt có mấy cặp chia tay mà có văn minh hậu ly hôn đáng ngưỡng mộ như vậy. Cường đô la tốt đẹp đến mức người phụ nữ ở bên cạnh anh ta hiện tại được nhiều sự ủng hộ. Hạ Vi đã dần thoát bóng người yêu cường đô la. Cô tự kiếm tiền bằng những hợp đồng quảng cáo và được nhớ đến với vai diễn cô tắm thành công ngoài sức tưởng tượng, dù mới là lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô ở bên đại gia trẻ cũng giản dị đón nhận tình cảm của cường đô la từ những điều nhỏ nhặt nhưng rất mực tâm lý. Thứ chân thành ấy khiến người khác quên đi loại vật chất lù xù luôn xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm chân dài và đại gia. Cường đô la giờ đã được định danh, từ đô la chẳng tách khỏi anh nữa, nhưng người ta đã còn chẳng thấy danh xưng ấy hòm hỉnh. Anh nổi tiếng là người đa tình mà chẳng vô tình, là bóng tùng quân mà bất cứ phụ nữ nào cũng muốn được nương tựa. Chị em mơ ước lấy được người chồng như cường đô la, còn giới đại gia hẳn cũng mong được ghi nhận tính cách đàn ông thật sự như doanh nhân phố núi. Còn cái tên đang làm dậy sóng dư luận những ngày qua, cao toàn Mỹ, lại làm người ta thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về mối quan hệ giữa giới doanh nhân và người trong làng giải trí. Thực ra đại gia không dễ bị chân dài lừa. Đừng nhìn vào nội dung cuộc tố tụng mà các nàng chơi dao không khéo, sẽ dễ dàng đứt tay như chơi. Nếu cường đô la giờ là cụm từ đã được định danh để chỉ một thiếu gia chơi đẹp thật sự, dám chơi, dám chịu và chấp nhận cả những đắng cay một cách sòng phẳng trong một mối quan hệ, mà nhìn từ bề ngoài anh ta là người thiệt thôi, thì từ nay sẽ có một định danh khác tương phản hoàn toàn sau vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là cao toàn Mỹ. Vị đại gia này, sau khi không được thanh lý bản hợp đồng triệu đô ràng buộc người đẹp với nhiều điều khoản kỳ lạ, đã dùng đến pháp luật để lấy lại phần thiệt thôi. Mối quan hệ giữa một nhân vật showbiz với đại thiếu gia cũng như lựa thử vàng mà cách cư xử với người đàn bà, dù ở vị thế nào cũng sẽ định danh xem những kẻ có tiền đang đứng ở đâu. Nếu cường đô la đã mở ra khái niệm về một kiểu người có tiền nhưng cư xử được chứng minh là dựa trên một nền tảng phi trọc phú, là tôn trọng các giá trị gia đình cũng như ứng xử đúng với sự hào nhoáng cảm thấy của một kẻ có tiền, thì sau vụ kiện của Trương Hồ Phương Nga, nhiều người đẹp có lẽ cũng phải giật mình vì biết rằng những giấc mơ phù phiếm nếu không tạo ra từ giá trị của lao động thực sự, một ngày nào đó họ hoàn toàn có thể mắc cái bẫy do chính mình giăng ra. Vì không phải kẻ giàu nào cũng có thể được định danh là cường đô la. Chẳng có gì chắc chắn cao toàn Mỹ sẽ trở thành vô tiền khoáng hậu. Đây cũng là một cuộc chơi đầy đắng cay mà các người đẹp phải chấp nhận. Có trắng ắt sẽ có đen. Những người đẹp đang có những ràng buộc khó nói, hẳn phải suy nghĩ rất nhiều. Không biết chừng, bẵng một ngày ta chán nhau, ta lại đưa nhau vào vòng lao lý. Vụ án Hoa hậu Phương Nga, những điều chưa biết về cao toàn Mỹ. Nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ. Mới đây, đại gia cao toàn Mỹ được phủ đầy các mặt báo mạng xã hội với vụ lùm xùm tình tiền với Hoa hậu Phương Nga. Đại gia cao toàn Mỹ là ai? Ông Cao Toàn Mỹ, sinh năm 1977, hiện sống tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và từng có thời gian du học nước ngoài.
Khoảng năm 2002, ông Mỹ làm việc tại một ngân hàng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó năm 2004, ông được nhắc đến là cổ đông sáng lập VNG, tập đoàn game Internet hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm nổi tiếng như Zalo và Zing. Theo số liệu, đại gia cao tầng Mỹ nắm 75.000 cổ phiếu VNG chiếm 0,3%, tương đương trị giá khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Mỹ cùng hai thành viên sáng lập khác đã rời khỏi VNG từ khá sớm, vào khoảng đầu năm 2008. Vị doanh nhân này được đánh giá là người có nhiều ý tưởng và hiện giữ vị trí tổng giám đốc của mạng tin học ảo Vina, VinaCyber. Công ty này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do ông Mỹ sở hữu 95,25% vốn. Ngoài ra, ông Mỹ còn gây chú ý với trang web hẹn hò và là nhà đầu tư tuyệt vời cho các startup trong nước. Năm 2007, đại gia cao toàn Mỹ sáng lập dự án thuộc công ty VinaCyber, trang web hẹn hò cho giới văn phòng ước tính có khoảng 70.000 khách truy cập. Phụ kiện 16,5 tỷ với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga. Năm 2007, cô đăng quang Hoa hậu Người Việt tại Nga. Năm 2009, Hoa hậu Phương Nga về nước tham gia nghệ thuật với nhiều vai trò như diễn viên, MC. Tuy nhiên, tháng 3 2016, cô bị bắt vì tội lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Hoa hậu Phương Nga quen với ông cao toàn Mỹ qua mạng xã hội Facebook và bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2012. Sau 3 năm yêu nhau, năm 2015, hai người chia tay vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thời gian đầu mới quen, Nga khoe với ông cao toàn Mỹ là có quan hệ rộng trong giới địa ốc, đồng thời rủ bạn Nguyễn Đức Thùy Dung tham gia. Ông Mỹ đã chuyển 6 tỷ đồng cho Nga để mua căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, quận 5. Tuy nhiên sau đó, Nga thông báo không mua được căn nhà này. Ngày 4 tháng 11, 2013, giám đốc VinaCyber chuyển tiếp tiền để Nga mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Hai bên ký biên nhận, Phương Nga nhận đủ số tiền là 16,5 tỷ đồng sau hai lần chuyển, hứa làm thủ tục sang tên cho ông Mỹ sau 30 ngày. Sau đó, do không nhận được nhà, ông cao toàn Mỹ gửi đơn tố cáo Hoa hậu Phương Nga. Trong khi Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2017 lại khai trước tòa giữa cô và ông Mỹ có quan hệ tình cảm, thậm chí cả hai còn làm một bản hợp đồng tình cảm tình dục lưu trữ trên email. Theo cô, mối quan hệ này bị vợ cao toàn Mỹ phát giác nên cô chủ động chấm dứt. Tuy nhiên, đại gia cao toàn Mỹ nói họ chỉ có quan hệ làm ăn mua nhà. Mới đây, trong phiên tòa sơ thẩm lần 2, ông Mỹ cho biết thường một năm bay sang Nga hàng chục lần. Rất nhiều số liệu cho thấy cao toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga bay cùng chuyến ở cùng khách sạn. Dù vậy, ông Mỹ khai chúng tôi ở cùng khách sạn nhưng không ở cùng phòng. Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga chính thức được tại ngoại để điều tra. Sau khi xem xét hồ sơ, hội đồng xét xử đã kiến lệnh và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. 15 giờ hôm nay, sau khi phiên tòa xét xử thì hội đồng xét xử đã ký quyết định hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được tại ngoại để điều tra. Tại phần xét hỏi sáng nay, 29 tháng 6, Nguyễn Đức Thùy Dung, người bị cáo buộc tiếp tay cho Phương Nga trong vụ án lừa đảo tiền của ông cao toàn Mỹ, 40 tuổi, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh khai nhận, ông Mỹ chuyển 16,5 tỷ đồng cho Nga vì giữa hai người có quan hệ tình cảm. Cuối phiên xét xử sáng nay, chủ tọa tuyên bố đã kết thúc phần xét hỏi. Tòa đã cho niêm phong các chứng cứ mới, gồm các tập tin ghi âm, ghi hình thư ni lông của nhân chứng Mai Phương, mẹ Phương Nga và Lữ Minh Nghĩa và tài liệu mà các luật sư bào chữa cho Hoa hậu cung cấp. Trước đó, sáng nay 29 tháng 6, luật sư Nguyễn Văn Huynh, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Phương Nga xác nhận, ông đã cùng các luật sư bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga có đơn kiến nghị cho cô được tại ngoại. Theo đơn gửi đến Hội đồng xét xử và Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư trình bày Phương Nga đã bị tạm giam từ ngày 19 tháng 3, 2015 đến nay đã hơn 2 năm 3 tháng. Đã quá thời gian tạm giữ chiếu theo luật, Phương Nga không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc cản trở việc xét xử của tòa án. Do đó, việc tiếp tục tạm giam bị cáo Nga là không cần thiết. Các luật sư cùng kiến nghị có biện pháp bảo vệ người làm chứng, Lữ Minh Nghĩa, ông Nguyễn Văn Yên và bà Hồ Mai Phương, mẹ Phương Nga. Bởi những người này e ngại sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và cần thiết phải bảo vệ an toàn với tư cách một nhân chứng của vụ án.
các luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Mai Phương vì bà này có vai trò rất rõ trong vụ án. Xem lại hai ngày xét xử Hoa hậu Phương Nga, buổi xét xử sáng ngày 22 tháng 6, số tiền 2,5 tỷ là tiền riêng bị cáo kinh doanh mà có. Buổi xét xử chiều ngày 22 tháng 6, luật sư bất ngờ cung cấp chứng cứ mới yêu cầu giữ bí mật. Buổi xét xử sáng ngày 26 tháng 6, vụ Hoa hậu Phương Nga, tòa yêu cầu áp giải bà Nguyễn Mai Phương tới tòa. Buổi xét xử chiều ngày 26 tháng 6, ông Cao Toàn Mỹ khai là bạn thân với Phương Nga, có thể cho mượn tiền không cần hóa đơn.